Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 thì mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài. Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tổ COVID-19 cộng đồng được đánh giá là một mắt xích quan trọng, là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện toàn phường Vĩnh Quân có 4 tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng với 53 thành viên. Mỗi tổ từ 10 đến 16 thành viên là ban nhân dân khóm, cán bộ trạm y tế, cán bộ chủ chốt hội đoàn thể, công an, quân sự, tổ trưởng các tổ dân phố. Tổ Covid cộng đồng ra đời đã tập hợp huy động nhân dân trong phường tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Họ là những cánh tay nói dài của ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, là những người sâu sát và nắm vững địa bàn dân cư nhất. Vì thế, việc xác minh các đối tượng lạ đến địa bàn sẽ được phát hiện, nhanh chóng báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Trong tình trạng bệnh dịch, anh em cũng trong tổ công tác phòng chống dịch là cũng đi từng tra trong địa bàn. Khi có gặp tình hình gì đó thì anh em cũng là mình giải thích là cho bà con nó hiểu. Bình thường thì cũng mấy ngày thì anh em cũng đi từng tra thì vô mấy hộ cách ly tại nhà đó thì người ta cũng nhờ mình yêu cầu mình mua đồ như là thức ăn thức là thuốc men thì anh em đây cũng sẵn sàng là tiếp. Theo đó, tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế khi biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Theo dõi, phát hiện và báo cáo ngay thông qua đường dây nóng của phường khi phát hiện những trường hợp nghi mắc COVID-19 thì lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly theo đúng quy định, hỗ trợ chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách. Với vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên, không kể thời gian ngày hay đêm, các tổ COVID-19 cộng đồng cũng đều sẵn sàng đi đến những nơi có người tự dùng dịch về hoặc nơi khác đến để kịp thời nắm tình hình xử lý theo quy định. Mặt khác, tổ COVID-19 cộng đồng tổ chức tuần tra lưu động, trực chốt phòng dịch, tiếp nhận, cung ứng nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân thuộc khu vực cách ly cùng với đó tổ còn thường xuyên thăm hỏi tình hình đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình gặp khó khăn để kịp thời đề xuất phường hỗ trợ lương thực thực phẩm đặc biệt là dẫn động những đối tượng đi từ dùng dịch về phải thực hiện cách ly theo quy định của địa phương dẫn động các gia đình có người thân đi làm ăn xa ai ở đâu thì ở đấy từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo sự khuyến cáo hướng dẫn của địa phương Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Quân đã cơ bản kiểm soát tốt và địa bàn cũng đã xanh hóa. Để giữ vững kết quả này thì cần có sự giao cuộc của các cấp các ngành địa phương cũng như sự tham gia chủ động của người dân tại địa bàn dân cư, chung tay thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các hướng dẫn của địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, để từng bước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, để mọi người dân an tâm lao động, sản xuất.